Mình là bị liệt đống rối thần kinh cánh tay do bị tai nạn giao thông, tổn thương 5 5 dây thần kinh, gần như là liệt hoàn toàn. Sau khi phẫu thuật thì mình tự động được giang tay, duỗi và nắm nhẹ được đầu ngón tay. Sau tới thì mình phẫu thuật chuyển dây thần kinh tay sau lên trước để mình không thấy áp lực. Bị đứt 5-6 sợi dây thần kinh nên nó liệt hoàn toàn, thì khoảng hơn tháng sau, gần 2 tháng thì bác sĩ Viễn mới mổ, thì trong thời gian phục hồi thì nó thấy nó cũng có tiến triển, là nó cử động nhẹ được, là nó có khả năng phục hồi tí đi được. Rồi về mình tập luyện, bác sĩ bảo về dặn cố gắng tập và chỉ cho cái phương cách tập, rồi mình đi tập vật lý trị liệu kèm theo hàng ngày nữa thì nó cũng đỡ đôi chút. Thì mới gần đây nhất là năm rồi là tôi lên tôi mổ lại lần thứ hai, thì cái tay tôi nay tôi gấp là được, dở được và nắm được, nắm được mấy ngón này trước là mấy ngón này không nắm được, và cái này cũng không dở lên được. Giờ nó cũng đã làm được. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe do cổng thông tin tư vấn Alo Bác sĩ thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị và các bạn, đặc biệt là những bệnh nhân đang bị chứng bệnh liệt tay hay còn gọi là liệt đám rối thần kinh cánh tay, có đặt câu hỏi về cho chương trình và nhờ bác sĩ tư vấn là hiện nay có những cái phương pháp kỹ thuật nào phẫu thuật phục hồi thần kinh cánh tay, và nếu như trì hoãn phẫu thuật để dùng các phương pháp khác như là châm cứu hoặc là vật lý trị liệu thì có ảnh hưởng gì đến việc phẫu thuật và kết quả phục hồi hay không? Chính vì vậy ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến đây bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng chia sẻ cho quý vị và các bạn những vấn đề này. Xin mến chào bác sĩ Nguyễn Cao Viễn. Xin cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện cùng với bạn đọc Alo Bác sĩ ạ. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ. Hôm nay tôi rất là vui được đến đây để chia sẻ những cái vấn đề câu chuyện về liệt thần kinh, trong đó là chủ yếu là liệt đám rối thần kinh cánh tay, thường gọi là liệt tay, đến quý vị độc giả đang xem chương trình. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh ạ. Dạ thưa bác sĩ, là xin bác sĩ cho biết là có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng liệt tay hay còn gọi là liệt đám rối thần kinh cánh tay ạ? Và nguyên nhân nào thì phổ biến nhất? Trong cái vấn đề liệt đám rối thần kinh cánh tay thì liệt do tai nạn giao thông, rồi liệt do tai nạn sinh hoạt, và liệt do tổn thương các cái vấn đề hoặc hung khí, hoặc là các vấn đề tai nạn sinh hoạt do dao, hoặc là tất cả kéo đâm vào tổn thương. Tuy nhiên mà liệt nhiều nhất thì đó là vấn đề bị liệt do tai nạn giao thông. Ở Việt Nam đó là chiếm tỷ lệ rất là cao. Dạ, là như vậy là tại Việt Nam thì cái vấn đề liệt do tai nạn giao thông là chiếm tỷ lệ cao nhất phải không ạ? Vậy thì cái mức độ liệt được phân chia như thế nào ạ? Mức độ liệt của cái liệt đám rối thần kinh tay đó thì phân ra hai cái, một là liệt hoàn toàn, hai là liệt không hoàn toàn. Không hoàn toàn thì phân ra đó là liệt ở thân nhất trên, tức là cái đám rối thần kinh tay nó sẽ có 5 cái sợi thần kinh như này: C5, C6, C7, C8 và D1. C5, C6 thì cho ra cái thân nhất trên, C7 cho ra thân nhất giữa, C8, D1 cho ra thân nhất dưới. Thì liệt không hoàn toàn tức là một trong các phần này nó vẫn còn, nhưng mà đa phần liệt không hoàn toàn là liệt thân nhất trên, hoặc là liệt thân nhất trên, thân nhất giữa và một phần thân nhất dưới, tức là liệt C5, C6 là thường bị liệt nhất, rồi sau đó là liệt C5, C6, C7, một phần C8 hoặc là D1. Thì đa phần cái liệt không hoàn toàn thì chia nhiều ba cấp độ như vậy. Còn liệt hoàn toàn là liệt toàn bộ cái đám rối thần kinh cánh tay, tức là liệt C5, C6, C7, C8 và D1, đó là liệt hoàn toàn. Thì người ta phân ra hai loại liệt, đó là liệt không hoàn toàn và liệt hoàn toàn. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, là khi xác định bệnh nhân bị liệt do tổn thương thần kinh thì cái việc phẫu thuật này được khuyến cáo tiến hành khi nào, và trong cái việc phẫu thuật này thì có cái khái niệm là thời gian vàng hay không ạ? Đây là câu hỏi rất là hay. Nhiều bạn độc giả cũng đang quan tâm và nhiều bệnh nhân liệt cũng đang quan tâm. Thứ nhất là cái vấn đề liệt khi nào khuyến cáo, khi nào phẫu thuật sớm, khi nào phẫu thuật trễ, thời gian nào thì dành cho cái thời gian vàng để mình quyết định phẫu thuật thành công. Thì đa phần nếu mà một cái vết thương bị tổn thương ngay cái đám rối thần kinh tay và gây liệt tay liền thì chúng ta nên quyết định phẫu thuật liền.
Bởi vì nếu mà không có can thiệp liền, phẫu thuật liền thì sau đó để một thời gian mới phẫu thuật thì bệnh nhân rơi vào tình trạng sơ dính tất cả mọi thứ, tìm lại thần kinh mà nới đứt là rất là khó khăn. Và khi mà đứt liền như vậy đó mà mình nối liền đó, thì khả năng phục hồi của người bệnh rất là cao, hầu như trả lại những cái chức năng vận động của người bệnh gần như là hoàn toàn. Còn cái trường hợp thứ hai đó là sau khi té chấn thương cái vai, đập cái vai xuống, đây là tổn thương kín mà nó không có gây hở, thì bệnh nhân bị cũng bị liệt cái đám rối thần kinh tay. Thì trong giai đoạn này đó, chúng ta không xác định được là tổn thương đứt hoàn toàn hay là do căng giãn. Chính vì vậy chúng ta phải chờ đợi cái thời gian để phẫu thuật. Thời gian chờ đợi đó là khoảng bao lâu? Tức là từ 3 đến 5 tháng. Trên 5 tháng thì bắt đầu thần kinh và cơ nó bắt đầu tương đối hư khá nhiều, cho nên chính vì vậy thời gian 3 đến 5 tháng để chúng ta quyết định, đó cũng là cái thời gian vàng để quyết định cái sự thành công cho cái cuộc mổ liệt đám rối thần kinh cánh tay. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, một trong những cái vấn đề mà bệnh nhân, bạn đọc của chương trình cũng hay thắc mắc đó là nếu như cái việc trì hoãn phẫu thuật này á mà mình sử dụng các cái phương pháp khác như là châm cứu hay là vật lý trị liệu thì nó có ảnh hưởng đến việc phẫu thuật hay không, và có ảnh hưởng đến cái quá trình hồi phục sức khỏe của bệnh nhân hay không ạ? Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta đã biết á, là nếu mà bị liệt mà có vết thương thì chúng ta đã phẫu thuật rồi. Còn nếu mà trong thời gian chờ đợi phẫu thuật thì bắt buộc tất cả các người bệnh là phải tập vật lý trị liệu cũng như châm cứu kích thích điện, massage cơ, đó là điều bắt buộc. Bởi vì nếu mà chúng ta không tập vật lý trị liệu đó thì các cơ khớp nó có thể nó gây cứng hoặc là sơ cứng lại, nó không có, các tế bào cơ nó sẽ hư đi. Hoặc là trong cái thời gian đó mình không tập vật lý trị liệu, không kích thích điện hoặc là không massage cơ đó, thì cơ bắt đầu nó, một là nó sẽ, các tế bào cơ nó thoái biến theo thời gian. Chính vì vậy trong thời gian chờ đợi phẫu thuật, để quyết định phẫu thuật đó, thì chúng ta bắt buộc phải tập vật lý trị liệu, kích thích điện và các thuốc hỗ trợ thần kinh, cũng như tập các cái vấn đề về kích thích điện về cơ xương khớp để cho nó tránh cái hiện tượng cứng khớp. Chúng ta cái điều đó là điều cần thiết. Dạ vâng ạ. Có một cái ý lúc nãy là Mỹ Thi muốn bác sĩ trả lời rõ hơn, đó là nó cái việc mà nếu như mà chúng ta trì hoãn cái việc phẫu thuật đó thì nó có ảnh hưởng đến cái kết quả phục hồi của bệnh nhân hay không ạ? Thực tế thì bởi vì như tôi nói ban đầu đó là tổn thương từ 3 đến 5 tháng, đó là cái thời gian mà chúng ta chờ đợi để mà quyết định phẫu thuật. Bởi vì có những cái tổn thương mà nó chỉ giãn cái thần kinh thôi, tức là nó không đứt hoàn toàn, thì cái trong thời gian đó là bệnh nhân nó sẽ mất tín hiệu và nó không vận động được vai. Nhưng sau đó từ 3 đến 5 tháng thì những cái sợi thần kinh gần nhất nó sẽ hồi phục, và khi đó các cái axon nó, thần kinh nó bò ra, nó sẽ phục hồi ở cái giai đoạn đó, thì cơ nó sẽ hoạt động trở lại, là những cái hồi phục, những cái cơ gần nhất đó là cơ trên gai. Bắt đầu bệnh nhân có thể dang vai ra, bắt đầu có các cái tín hiệu tạm thời. Khi bị mất tín hiệu tạm thời như vậy đó thì bệnh nhân sẽ phục hồi lại được cái giai đoạn như vậy đó. Cho nên cái thời gian mà để chờ đợi phẫu thuật trong những cái trường hợp như vậy đó thì bắt buộc phải tập vật lý trị liệu để tránh cái tình trạng teo cơ đi, và nó không ảnh hưởng gì tới quá trình phẫu thuật sau này. Bởi vì nếu mà mình tính một cái thời gian chuyển một cái thần kinh xa nhất từ cái nơi chẳng hạn từ trên vai xuống tay, hoặc là từ trên cái cổ ở bên đối bên qua bên này, thì thời gian tới ở ngay tại cái cơ mà nơi cần cái cơ bị liệt đó, thì cái thời gian đó có thể nó chấp nhận được và nó không có bị hư cái cơ đi, không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề phẫu thuật sau này. Tuy nhiên trên 6 tháng trở đi đó thì bắt đầu khi mà mình làm chuyển một cái thần kinh nơi xa xuống thì cơ bắt đầu, tế bào cơ nó thoái biến, nó hư hết, thì chức năng sau này mình chuyển ghép thần kinh nó hồi phục không có tốt. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì phẫu thuật phục hồi thần kinh cánh tay thì có những cái phương pháp và kỹ thuật nào ạ? Phẫu thuật phục hồi thần kinh cánh tay thì hiện tại thì chủ yếu là nối, ghép và chuyển thần kinh. Nối là khi nào? Tức là nếu mà xác định đứt thì chúng ta có thể nối lại, hoặc là nếu mà đứt mà thoái hóa một đoạn dài không tìm thì chúng ta có thể ghép lấy một đoạn thần kinh ở nơi khác, chẳng hạn như cái thần kinh thường sử dụng nhất đó là thần kinh Suram. Rồi ghép nữa, chúng ta có thể lấy cái mảnh ghép thần kinh trụ và đưa qua cổ đối bên để nối vào cái thần kinh ở bên liệt, và chúng ta kèm theo nối mạch máu. Thì đó là những cái vấn đề mà liệt thì thường hay dùng, đó là nối, ghép và chuyển thần kinh. Chuyển thì thần kinh từ một cái nơi đang lành, tức là chức năng đang tốt, chuyển qua cho thần kinh liệt. Đó là những ba cái phương pháp mà thường hay dùng nhất trong cái liệt đám rối thần kinh tay.
Dạ vâng ạ. À, thưa bác sĩ, là việc chọn lựa cái phương pháp phẫu thuật cho mỗi người thì có dựa vào những cái yếu tố nào hay không? Và như bác sĩ vừa đề cập thì có cái kỹ thuật là chuyển dây thần kinh từ xa bằng kỹ thuật vi phẫu. Thì cho Mỹ Thi hỏi là cái kỹ thuật này được áp dụng trong cái trường hợp nào? Và cái phương pháp là chuyển gân ghép cơ thì được áp dụng khi nào ạ? À, việc mà phẫu thuật cho từng người bệnh ấy, thì phải dựa vào đó là lâm sàng và cận lâm sàng. Lâm sàng ở đây đó, thứ nhất là một cái liệt cánh tay để đánh giá về lâm sàng thì rất là khó. Khó ở đây là cái vấn đề là coi chức năng nào bệnh nhân đang có và chức năng nào của người bệnh bị mất. Thứ nhất là về liệt một phần thì bệnh nhân có thể là mất cái cử động giang vai, mất cử động gấp khuỷu, nhưng mà các cái cử động gấp duỗi cổ tay vẫn còn, duỗi khuỷu vẫn còn. Đó là liệt một phần. Còn cái liệt một phần nữa nhưng mà nó lại gấp kiểu không được, giang vai không được nhưng mà duỗi cổ tay không được, đó là liệt thêm cái phần nhỏ phía dưới. Thì cái vấn đề ở đây, cái kỹ thuật mà phụ thuộc các yếu tố mà để mà mình đánh giá như vậy đó, thì tùy thuộc đánh giá hoàn toàn dựa trên cái lâm sàng người bệnh đang có những cái biểu hiện của cái liệt đó là như thế nào. Và thứ hai nữa đó, mình đánh giá luôn cả các cái chức năng của các cái thần kinh nơi cho, chẳng như là thần kinh 11 là nâng cái vai lên, rồi thần kinh hoành, thần kinh hít thở, hoặc là thần kinh liên sườn tốt hay không, thần kinh 11 đối bên hoặc là thần kinh C7 bên này tốt hay không. Và cái yếu tố thứ hai để quyết định phẫu thuật nữa đó, đó là cái vấn đề cận lâm sàng. Cận lâm sàng ở đây thì mình thường dùng cái gì nhất, đó là thứ nhất là MRI, rồi cái thứ hai nữa đó là X quang cột sống cổ bốn tư thế, tức là thẳng, nghiêng và chếch, để mình coi các cái tổn thương gãy cột sống cổ hay không, các gãy các cái mỏm gan hay không. Rồi cái thứ ba là X quang ngực, tức là tim phổi đó, để coi có vấn đề liệt hoành hoặc là các vấn đề liệt xung quanh hay không. Rồi phải đo chức năng hô hấp nữa, coi cái chức năng hô hấp của cái người bệnh khi yếu quá thì mình không thể nào lấy các cái thần kinh mà chi phối cho hô hấp chuyển qua cái thần kinh bệnh được. Chính vì vậy là tùy thuộc vào cái người bệnh và tùy thuộc vào cái tổn thương của người bệnh thì mình mới đưa ra cái phương pháp, cái yếu tố để lựa chọn cái kỹ thuật. Còn cái chuyện gân và ghép cơ được áp dụng khi nào? Cái chuyển gân á, khi thường là bệnh nhân là chuyển gân để phục hồi chức năng thì mình cũng phải đánh giá trên người bệnh là gân nào còn, chức năng của gân đó hiện tại nó tốt hay không. Bởi vì khi chuyển gân, chuyển cơ thì phải cái cơ mà chuyển qua đó phải đạt cái sức cơ nhất định thì mình mới chuyển qua được. Và chuyển của cái vấn đề đa phần là chuyển cái gân cho phục hồi đó thì bệnh nhân thường liệt muộn và không có cái phương pháp để nối ghép thần kinh nữa, thì khi đó mình mới đặt tới vấn đề chuyển gân. Còn cái vấn đề ghép cơ thì khi nào, tức là khi các vấn đề chuyển gân tại chỗ không phục hồi được thì khi đó mình mới đặt ra vấn đề ghép cơ. Mà ghép cơ thường dùng nhiều nhất đó là trong trường hợp đó là ghép cơ thon lên cái vấn đề gấp cái cử tay lại và cái ghép thần kinh để cho cái cơ này hồi phục, đó là cái ghép cơ. Còn chuyển gân thì chuyển các cơ liên quan mà các vấn đề chuyển cơ không phục hồi được thì nối thần kinh không phục hồi được thì mình mới đặt tới vấn đề chuyển gân cơ. Dạ. Dạ như vậy thì cái cơ quan mà cho dây thần kinh thì có bị ảnh hưởng hay không thưa bác sĩ Viễn? Thường đó là khi mình lấy một cái thần kinh nơi cho và đưa đến một cái nơi bị liệt thì chúng ta phải xác định rằng đó là không ảnh hưởng gì nhiều tới cái chức năng hiện tại của bệnh nhân đang có. Chẳng hạn mình lấy thần kinh 11, mình nâng cho cái vai này lên, nhưng mà sau đó thì bệnh nhân vẫn nâng vai vẫn được, bởi vì mình lấy chỗ một nhánh này. Rồi cái thứ hai nữa là mình lấy thần kinh hoành thì vẫn còn phía bên kia có thể hô hấp cũng vẫn tốt. Và thứ ba nữa là lấy thần kinh liên sườn thì chức năng hô hấp của người bệnh cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hoặc lấy thần kinh C7 đối bên thì cái vận động gấp duỗi khuỷu tay của bệnh nhân vẫn được. Thì nói chung là mình sẽ không có hy sinh một cái vấn đề quá lớn ảnh hưởng tới cái chức năng của người bệnh nhiều, mà vẫn đạt được cái kết quả hiệu quả nhất định cho những cái bệnh nhân liệt. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Thưa bác sĩ, là như anh có chia sẻ đầu chương trình thì đa số các cái bệnh nhân bị vấn đề liệt tay là do tai nạn giao thông. Và giả dụ có một bệnh nhân bị liệt tay sau tai nạn giao thông thì sẽ trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật thì mới có thể hồi phục lại thần kinh cho cánh tay ạ? Cái vấn đề phẫu thuật để phục hồi thần kinh tay và trải qua bao nhiêu lần liệt đó, trải qua bao nhiêu lần phẫu thuật thì tùy thuộc vào cái liệt của người bệnh. Chẳng liệt thấp nhất trên, tức là liệt C5, C6, tức là liệt không hoàn toàn của cái đám rối thần kinh tay, thì chúng ta có thể mổ một lần duy nhất thì bệnh nhân có thể phục hồi lại chức năng gần như hoàn toàn.
tức là trở lại bệnh nhân gần như chức năng hoàn toàn. Chỉ bởi vì liệt C5, C6 chỉ mất cái vận động giang vai với gấp cửa tay thôi, thì chúng ta chỉ qua trải qua một lần phẫu thuật. Tuy nhiên nếu mà cái lần phẫu thuật đó cái chức năng của cái cơ đó không tốt đó, thì sau này thì chúng ta phải bổ trợ thêm một cái cơ khác thêm, thì cái đó giai đoạn sau, nhưng mà cũng ít khi mà gặp những tình trạng như vậy. Còn cái phẫu thuật mà liệt C5, C6, C7, một phần C8 và D1 không duỗi được cổ tay thì đa phần bệnh nhân phải trải qua hai lần phẫu thuật, tức là lần thứ nhất là phục hồi gấp khuỷu tay và giang tay ra, và lần thứ hai nữa đó là phục hồi gấp duỗi cái cổ tay lại. Đó là hai lần phẫu thuật. Còn liệt mà liệt toàn bộ đó thì bệnh nhân đa phần nếu mà cái lần phẫu thuật ngắn nhất thì để phục hồi ấy, thì khoảng 3-4 lần phẫu thuật. Lần đầu tiên là phục hồi gấp khuỷu và giang vai, sau đó bắt đầu phục hồi lại cái đóng cứng khớp và tạo đôi ngón, và lần thứ ba bắt đầu chuyển các cái vấn đề gân cơ để nắm các ngón tay lại, và lần thứ tư để duỗi một phần cái bàn tay này lại. Đó là phẫu thuật 4 lần. Thì tùy vào cái mức độ liệt, tùy vào cái dạng liệt hoàn toàn hay là liệt không hoàn toàn, thì chúng ta có cái thời gian phục hồi khác nhau và cái thời gian phẫu thuật khác nhau, chứ không phải là bất cứ trường hợp nào liệt cũng phải trải qua rất nhiều lần mổ. Tuy nhiên thì có một số trường hợp sau khi chuyển thần kinh, ghép thần kinh mà xuống cơ teo nhiều quá, nó có phục hồi nhưng không đạt được như kết quả mong muốn, thì chúng ta phải chuyển ghép một cái cơ phụ để bệnh nhân phục hồi tốt hơn. Đó là như vậy. Thưa bác sĩ, là cái quá trình mà hồi phục thần kinh đó, so với cái quá trình phục hồi xương với cơ thì nó có những cái đặc trưng và những cái khó khăn riêng nào ạ? Và sau khi phẫu thuật thì bên cạnh cái việc tập luyện thì chúng ta cần phải kết hợp với những cái phương pháp nào để tăng cái tốc độ hồi phục cho bệnh nhân ạ? Nói đơn giản như này, cái xương thì giống như cái xe máy vậy đó, là cái bộ khung. Còn cái mạch máu là giống như xăng nhớt vậy đó. Còn cái thần kinh là giống như điện vậy đó. Thì cái khung là để vận động, nhưng mà để vận động được thì đó là cái thần kinh ấy, là dây điện ấy, nó phải có điện thì bộ khung mới hoạt động được. Rồi mạch máu để nuôi tất các cơ giống như nhớt, xăng nhớt vậy đó. Thì cái vấn đề ở đây khi mà bị phục hồi một cái thần kinh ấy, thì nó cũng không khác gì về cái vấn đề về cơ về xương khớp cả. Tuy nhiên thì mức độ lành của mỗi cái thần kinh ấy, thì chậm hơn. Và thứ hai nữa là cái người bệnh ấy, là cái cảm giác của người bệnh nó không có vận động được cái phần đó, rất là khó chịu. Còn cái phục hồi thì đương nhiên rồi, cái thần kinh bao giờ cũng lâu hơn, là một cái vấn đề xương khớp. Tuy nhiên nếu mà nói tận tận, nói vậy thì cũng phải là lâu hoàn toàn, bởi vì có những trường hợp mà cơ quan bị đứt ngay tại cái vùng cơ, cái vấn đề cái cơ đó, thì nói thời gian cũng phục hồi cũng nhanh, chứ không phải lâu. Tuy nhiên nó có những cái quy tắc nhất định để mà tính cái thời gian phục hồi như vậy. Trong thực tế thì dường như là có nhiều bệnh nhân bị liệt tay thì vì không cử động được cái vòng tay của mình cho nên là cảm thấy rất là khó chịu và nôn nóng mau chóng hồi phục. Vậy thì nhờ bác sĩ chia sẻ là cái cách tính cái tốc độ hồi phục cũng như là cái thời gian hồi phục như thế nào là nhanh ạ? Câu hỏi của bạn đưa ra thì rất là hay. Thứ nhất là hầu như đa phần là chúng ta, những người bệnh liệt ấy, bởi vì mức độ người ta đang làm việc rất là cao, tự nhiên đùng cái ra đường bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn sinh hoạt, tự nhiên cái cánh tay đó trở nên tàn phế. Và cái điều đầu tiên người ta rất là khó chấp nhận trên cơ thể của mình ấy, là người ta cứ nghĩ trước đây là mình như vậy như kia, nhưng mà người ta không chấp nhận một cái hiện tại là mình đang bị liệt. Và đa phần cái người bệnh là nó rơi vào tình trạng khủng hoảng về tâm lý. Nếu mà một người đang làm việc cường độ cao, nếu mà những người đang chủ của gia đình, nếu mà những người mà đang làm để nuôi sống tất cả mọi thứ để trong cuộc sống này cho gia đình, thì người ta rơi vào tình trạng trầm cảm. Và chưa kể là gia đình bỏ, tâm lý người ta đã không ổn định rồi, vợ bỏ, con bỏ, tất cả mọi thứ, rồi công việc, nơi làm việc người ta cũng từ chối luôn. Bởi vì cho nên chính vì vậy đó, cái câu hỏi đưa ra đây là người bệnh ấy, là không biết khi nào mình sẽ hồi phục lại. Tuy nhiên thì đầu tiên thì bác sĩ Biển muốn nói với những cái người bệnh liệt đó, mình phải chấp nhận hiện tại để mình hướng tới một cái vấn đề phục hồi là thời gian tương đối lâu. Thời gian tương đối lâu ở đây có thể tính bằng, không phải tính bằng tháng mà người ta tính bằng năm. Nhưng khi phẫu thuật phục hồi liệt như này đó, thì qua một cái chỗ nối của cái thần kinh đó, thì mất 45 ngày, thường khoảng như vậy. Và sau khi mà nó qua được chỗ nối rồi đó, thì một ngày nó đi 0,7 đến 1 mm một ngày. Thì cái chỗ tính nó ra đó, thì
các bạn cứ tính tới là các bạn sẽ có thể đoán được cái ngày của mình hồi phục. Tuy nhiên thì trong một số cái trường hợp, nếu các bạn tập luyện chăm chỉ, rồi các bạn dùng tập luyện chăm chỉ đây là kích thích điện, massage cơ, rồi xoa bóp cơ, rồi ngoài ra dùng thêm các cái vấn đề ở đây là dùng các thuốc hỗ trợ về thần kinh, chẳng như các nhóm vitamin ATP để tăng cường thêm cái cơ, thì cái mức độ hồi phục của các bạn nhanh hơn. Tuy nhiên các bạn đừng có nóng ruột khi mà các bạn bị liệt là nối thần kinh, thì thời gian nó không, các bạn muốn nhanh thì nó không nhanh được. Cái người liệt thì giống như nuôi một đứa bé ở trong nhà vậy đó. Nếu mà người trong gia đình thì sẽ không bao giờ thấy nó lớn được, nhưng mà đối với bác sĩ đó, 3-4 tháng bệnh nhân quay trở lại thì bác sĩ sẽ đánh giá được cái mức độ hồi phục của người bệnh như thế nào. Bởi vì khi đó một số nhóm cơ nó sẽ cử động, nhưng mà người bệnh, ngay bản thân người bệnh đó, người ta nhiều khi không để ý tới cái vấn đề đó. Giống như con bạn trong nhà lớn lên từ từ mà mình không thể nào biết được. Đó là cái vấn đề như vậy. Dạ vâng ạ, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Viễn có thể tư vấn một số cái bài tập vận động sau phẫu thuật cho người bị liệt tay hay không ạ? Về cái vấn đề liệt, phục hồi liệt đám rối thần kinh tay, thì cái điều đầu tiên mà các bạn tập đó là đây nó không có một bài tập chung cho tất cả các cái trường hợp. Bởi vì khi mình lấy, chẳng hạn lấy thần kinh 11 phục hồi cho cái giang vai, thì các bạn đầu tiên các bạn phải nâng cái vai này lên, và trong đầu các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ giang vai ra, mặc dù các bạn làm cái điều đó không có được. Các bạn tập cái vai, nâng cái vai lên và giang vai ra, thì sau khi mà bắt đầu nâng vai và giang ra thì các bạn chỉ cần suy nghĩ, khi các bạn tập suy nghĩ như vậy đó, các bạn chỉ cần suy nghĩ là bệnh nhân đã có thể giang vai ra rồi. Rồi cũng nếu mà thần kinh hoành mà mình phục hồi cho cái giang vai này ra, thì đầu tiên các bạn tập không phải là nâng vai nữa, mà các bạn phải tập hít thì nó mới nâng cái vai ra được. Thì đầu tiên các bạn hít, và các bạn cũng phải nghĩ là mình nâng vai, giang vai ra như vậy. Thì sau khi một thời gian, khi thần kinh vận động phục hồi được rồi, thì các bạn chỉ cần suy nghĩ nó phục hồi giang vai ra. Còn nếu mà các bạn chuyển thần kinh lên sườn vào cho thần kinh giang vai, thần kinh lên sườn chuyển vào thần kinh nhị đầu đi, nếu mà các bạn đầu tiên các bạn muốn tập cái động tác đầu tiên là các bạn cũng phải hít thở, và các bạn suy nghĩ là gấp cái khử tay lại, để cho cái suy nghĩ của mình đó, khi mà thần kinh, các bạn chỉ cần khi mà thần kinh nó chạy qua cái cơ của mình rồi đó, các bạn chỉ cần suy nghĩ là gấp lại. Còn nếu không, các bạn không này muốn gấp đó, là các bạn cứ phải hít cái bệnh nhân mới co tay lên, hít cái mới co tay lên, hoặc nâng vai thì bệnh nhân mới giang tay ra, chẳng hạn như vậy. Rồi nếu mà lấy thần kinh từ C7 đối bên, C7 đối bên bên này, thì các bạn đầu tiên phải tập duỗi cái khuỷu tay này ra. Đối bên thì nếu mà các bạn tập bên này chuyển vào cái thanh nhất trên, thì các bạn nghĩ là phải giang vai và co tay lại, tức là duỗi cái khuỷu tay bên này và co cái tay bên này lên, giang cái tay này, mà các bạn phải suy nghĩ. Còn nếu mà các bạn không suy nghĩ ấy, là sau này các bạn muốn gấp hoặc là giang vai là các bạn phải duỗi cái tay này mới co lên được mạnh như này. Cho nên các bạn hết sức chú ý cái vấn đề mà tập là tập động tác của cơ quan cho, nhưng phải suy nghĩ là suy nghĩ của cái nơi nhận, vận động tác bình thường của nơi nhận, thì các bạn mới đạt được cái điều phục hồi tốt. Chứ còn nếu các bạn cứ tập mà các bạn không suy nghĩ, tập mà không suy nghĩ là sau này cái muốn làm cái động tác đó, chẳng hạn như giờ mình lấy cái thần kinh lên sườn để mình chuyển cho gấp cái khử tay, thì mà mình không có suy nghĩ là hít là co tay lên đó, thì sau này các bạn muốn co tay lên các bạn phải hít thì mới co tay lên được. Hoặc là các bạn lấy thần kinh nâng vai thần kinh 11 ở đây, các bạn giang vai ra, các bạn sau này mà không có suy nghĩ đến đầu là các bạn muốn nâng vai, các bạn muốn giang tay này ra, các bạn phải nâng cái vai lên thì mới co tay là được. Cho nên chính vì vậy là không có một cái bài tập nào cụ thể cho cái vấn đề liệt đám rối thần kinh cánh tay. Tuy nhiên thì tập là tập động tác nơi cơ quan cho, và nghĩ là nghĩ các động tác bình thường các cơ quan nơi nhận. Và cái bài tập phổ biến nữa đó là bài tập ở khoa vật lý trị liệu, đó là tập phục hồi cơ, massage cơ, để tránh cái hiện tượng sơ dính cơ và tránh cái hiện tượng thoái biết cơ, tránh cái hiện tượng mà nó co cứng các khớp. Cái đó cũng rất là quan trọng để khi mà thần kinh hồi phục cho cơ rồi, các khớp vận động được, tất cả mọi thứ vận động được. Đó là những cái như vậy đó. Dạ, vậy thì nếu như mà kiên trì và chăm chỉ tập luyện thì sau bao lâu tính từ ca phẫu thuật đầu tiên thì bệnh nhân có thể làm việc trở lại, và chức năng hồi phục cao nhất thì khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Tôi nói ngay lúc đầu, tức là nếu mà bệnh nhân
tổn thương mà chỉ ở mức độ C5, C6, tức là liệt một phần thôi, liệt một phần của đám rốt thần kinh tay thôi, thì cái người bệnh có thể phục hồi gần như hoàn toàn. Tức là mình chuyển thần kinh 11 vào thần kinh giang vai, rồi thần kinh trụ, thần kinh giữa vào gấp khuỷu, và chuyển thần kinh nách vào thần kinh delta, cái cơ delta đây, thì bệnh nhân gần như hồi phục gần như là hoàn toàn. Còn nếu mà bệnh nhân liệt cũng C5, C6, C7, một phần C8 và D1, thì bệnh nhân cũng cử động được gấp khuỷu và giang vai ra này, rồi sau đó phải chuyển thêm một lần cơ nữa, thì bệnh nhân mới quay trở lại cái cuộc sống gần như hoàn toàn. Còn nếu liệt toàn bộ đó, thì cái người bệnh sẽ đạt được cái chức năng gì sau khi chuyển thần kinh? Thì mục đích của cái chuyện phẫu thuật chuyển thần kinh đó chỉ là gấp khuỷu và giang vai ra để phục hồi, sau đó mới chuyển các gân cơ mới phục hồi. Tuy nhiên một số cái nghiên cứu đó ở nước ngoài đó, thì người ta lấy cái bên này, mong muốn của người ta là nối vào, lấy C7 bên này này, nối ghép động mạch với thần kinh để chuyển, để mong muốn phục hồi lại toàn bộ cái bàn tay để gấp duỗi. Nhưng mà cái điều đó là tương đối khó, bởi vì nó không thành công cao lắm. Ở đây đó là phải ưu tiên các cái vấn đề liên quan là các thần kinh gần nhất, nối thần kinh gần nhất. Còn khi các cái cơ ở xung quanh đây mà nó hư thoái biến hết, mà không có thần kinh nào sử dụng được, thì mình mới sử dụng cái xa như vậy. Thì cái mức độ hồi phục phần trăm của người bệnh đó, tùy vào dạng liệt và tùy vào cái thái độ tập luyện và tùy vào ý chí của từng người bệnh, thì người ta sẽ đưa lại cái chức năng khác nhau. Liệt một phần thì hầu như các bạn yên tâm rằng là thời gian phẫu thuật sớm dưới 6 tháng thì các bạn có thể yên tâm rằng cái chức năng cơ tốt thì có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên liệt toàn bộ thì chỉ đưa lại một phần chức năng này, gấp khuỷu và giang vai, sau này có thể nắm được các ngón tay thôi, chứ các bạn đừng hy vọng là nó sẽ hồi phục hoàn toàn. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn rất chi tiết và dễ hiểu của bác sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã được nghe những cái tư vấn, những thông tin rất hữu ích từ bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta lắng nghe những thông tin hữu ích từ bác sĩ Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115. Hy vọng với những thông tin hữu ích của bác sĩ chia sẻ vừa rồi, thì quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nguyên nhân, các phương pháp phẫu thuật, điều trị, cũng như là hướng chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất từ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin chào các bạn, độc giả.